Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, từ 12 giờ trưa ngày 20 tháng 6, Đà Nẵng cấm phục vụ ăn uống tại chỗ. Thành phố chỉ cho phép hàng quán bán cho khách mang đi và bán qua mạng, giao hàng tận nơi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề mưu sinh của tiểu thương. Song ai nấy đều đồng lòng thực hiện. Đây là việc làm cần thiết để chống dịch hiệu quả. Sáng nay tại phố chuyên doanh ẩm thực đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, quán nào cũng đề bảng phía trước với nội dung bán mang về. Người mua, người bán tuân thủ việc đeo khẩu trang và chú ý đứng giãn cách. Cả người mua và người bán đều đồng lòng tuân thủ việc bán mang về để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Mọi người ta cũng tuân thủ, tôi cũng không có vấn đề gì đâu. Em cũng không có dám cho một người nào ngồi hết. Vâng, nó sợ nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, với lại cái lần này cái biến chủng này nó lây lan nó rất nhanh. Vâng, nên chúng em cũng tuân thủ cái nghị định chung của thành phố thôi, cũng mong là Đà Nẵng nó hết dịch để mọi người được sớm quay lại cuộc sống bình thường. Mình nếu như một shipper mà nhiễm virus thì có thể là trong ngày họ di chuyển rất nhiều nơi, thì mỗi anh shipper mà thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế đưa ra thì góp phần đẩy lùi cái dịch bệnh. Đây là tuyến phố ẩm thực nên hoạt động kinh doanh ăn uống khá sầm uất. Theo ghi nhận của phóng viên, các hộ kinh doanh nơi đây đều ý thức tốt và tuân thủ nghiêm quy định của thành phố. Mọi người đều sẵn sàng gác bỏ lợi ích riêng để chung tay cùng thành phố quyết tâm dập dịch. Ảnh hưởng rất nhiều chứ, nhưng mà mình vẫn chấp hành vì chỉ thị nhà nước đưa ra, với lại tình hình dịch như vậy thì mình phải chấp nhận mà. Thôi chứ đang chờ ha. Rất ảnh hưởng rất là nhiều đó, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi chứ đang chờ. Mọi người cũng như mình hết trơn, đâu phải mình đâu. Trên tất cả các tuyến đường, lượng người đến hàng quán để mua thừa thớt vắng vẻ hơn rất nhiều so với ngày thường. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, các tiểu thương đều không tăng giá, thậm chí còn giảm giá so với việc phục vụ ăn uống tại chỗ. Giảm được 2.000 một ly, từ ly lớn đến ly nhỏ, hoặc là nước ngọt giả khác rồi chi vân vân. Tụi em sẽ giảm hết. Chỉ sau một thời gian ngắn được mở cửa buôn bán trở lại, những tưởng việc kinh doanh sẽ thuận lợi. Song tại Đà Nẵng, dịch bệnh COVID-19 thêm một lần nữa quay trở lại. Đây là điều không ai mong muốn. Cả thành phố hiện đang quyết liệt vào cuộc để khống chế dịch bệnh. Trong đó, rất cần sự chung tay của mỗi tiểu thương và người dân thành phố.